Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video, đó là so sánh giữa hai cây đàn nguyệt. Cây đầu tiên là mã số 59 và cây tiếp theo này là mã số 129. Thì bây giờ mình xin nói cho mọi người nghe cái hình dáng của cái đàn DN59 này trước. Thì mọi người cũng đã thấy rồi là cái này thì đương nhiên nó sẽ to hơn. Nó to hơn thôi. Bây giờ mình sẽ đánh cho mọi người xem tất cái chất âm của nó. Cái đàn này thì thùng nó nhỏ hơn. Thùng nhỏ hơn. Nhưng mà làm mọi thứ nó đều tỉ mỉ hơn. Từ đến bộ khóa cũng như là đến cái thùng. Nó sẽ đẹp hơn. Ok, như vậy là mọi người đã vừa thấy sự khác biệt rồi đấy. Cái DN129 thì âm thanh hay hơn, tiếng to hơn. Hát văn, nó sẽ phù hợp cho hát văn. Bởi vì cái đàn này nó là tiếng thổ mọi người nhé. Tiếng thổ. Thế nên là cái âm thanh rất là ấm. Mọi người nghe bên ngoài thì sẽ thấy tiếng rất là ấm. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã xem video của Nhạc Cụ Đàn Hương. Nếu mọi người thấy hay thì xin vui lòng đăng ký kênh, like hoặc chia sẻ để cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo, để cho bên Nhà Cụ Đàn Hương có thêm động lực để ra những video test sản phẩm mới để phục vụ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.